có cặp thủ mới đi theo câu nữa nè, thủ mới cáo luôn. Cặp thủ là dữ à, nay tôi trực tôm nè. Xuống cầu. Rút cái đọt xuống là lụm hàng. Cá nhát dữ ta. Đêm nó quậy ầm ầm mà ngủ không được. Vũ lên hàng á. Thằng thủ lên hàng. Ủa, câu nhỏ dính cái chê chà má. Để xuống, để xuống. Ủa, cá này ký mấy, 2 kg. Thôi im. Dở lên, dở, cầm, cầm dây lên. Cái đó, đừng, đừng dập cái tay dính cái tay ấy à. Nó nút luôn rồi. Rồi mở đi. Mở sao má. Ôi cá cóc, cá cóc. Rồi. À. Lên hàng các bạn ơi.
thử chuyện rồi. Ở dính đó hết sức rồi. Lên hàng. Dạ. Xa hả? Chà. Chà. Đồ lụm hàng. Yên. À, đẹp 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 nó bấm chuông rồi thấy gòi rồi. Hết biết đường rồi. Dính cá hết biết đường đi luôn rồi. Ôi trời. Mày thích ăn hả? Đồ. Có em. Càng thủ đồ bạn đi lên hàng. Này em ơi. Ký máy nào bạn? Không cần luôn bạn. Trời ơi, ký gửi quá. Ở đó, đó dính ở đó, đó. Rồi đây nè, đây giọng nữa nè. Đó. Cái cốc. Nó xa. Rồi đây giọng nữa nè. Này giọng của mình các bạn. Cái đó chim, cá chê gì đi. Bạn, bạn, trở lên giùm các bạn ơi. Sử dụng lên giùm các bạn. Đọc cái đầu nó xuống coi. Rồi, rồi banh giọng luôn. Rồi, chiến tiếp các bạn. Rồi, lên hàng. Xách qua luôn. Chưa. Rồi, rồi, rồi. Chứ có mấy con mát chút xíu à. Đi vô tới đây dịp cá là cái bực cái này. Mình con cá là mình biết rồi mà. Dạ. Đồ mà. Dịp à. Rồi. Không có đặt máy cố định nhiều khi lên cá mình không có quay được nghe các bạn. Này, như đây. Này 5-6 ký quá. Rồi. Ô. Thành quả 6 ký. Xa thương em thơ vương
trăng sương, chiều nhà hoàng hôn buông, yên kỷ niệm xa thương em.